Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô tên Tô Thanh Sương, là giáo viên lịch sử, đang công tác tại trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận Tân Phú. Trước khi vào tiết học, các em chuẩn bị cho cô một số vật dụng như sau: sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước. Các em lưu ý, biểu tượng cây bút là học sinh ghi bài. Trong quá trình cô dạy, những chỗ nào có câu hỏi, các em hãy bấm nút tạm dừng để thực hiện theo yêu cầu và theo dõi tiếp. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu chủ đề cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Nội dung này thuộc chương 5, Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954, gồm 3 bài. Bài 25, những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1950. Bài 26, bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1950 đến năm 1953. Bài 27, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc từ năm 1953 đến năm 1954. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai bài, bài 25 và bài 26. Bài 27 tiết sau chúng ta sẽ học. Như vậy, sau khi ký hiệp định sơ bộ và tạm ước với ta, Pháp có tuân thủ những điều khoản trong hiệp định hay không? Cô mời các em tìm hiểu bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1950. Bài này có 3 nội dung theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục. Phần 1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Phần 2. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Phần 3. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. 7. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã. Một nhỏ, kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 103. Ở phần 1 này, yêu cầu chúng ta phải giải thích được nguyên nhân dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Để giải thích được nội dung trên, cô có một câu hỏi đặt ra cho các em. Các em nhìn lên màn hình. Trước ngày 19 tháng 12 năm 1946, Pháp đã có hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh? Pháp đã có những hành động khiêu khích gây hấn với ta. Ví dụ như ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Pháp tiến công các cơ sở cách mạng, vùng tự do căn cứ địa của ta. Ở Bắc Bộ, Pháp chiếm một số vị trí quan trọng. Ở Hải Phòng, Lạng Sơn, tại Hà Nội, Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang, đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, đánh chiếm cơ quan Bộ Tài chính, gây xung đột đổ máu ở cầu Long Biên, tàn sát đồng bào ta ở phố Hàng Bún. Bây giờ các em nhìn lên màn hình. Trong ảnh là những chiếc xe tăng, xe bọc thép của quân đội Pháp ngang nhiên trên đường phố Hà Nội năm 1946. Và hình ảnh Pháp gây hấn tại Hà Nội. Đặc biệt, ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi hai tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Như vậy, theo các em, với những hành động trên của Pháp, là một người dân Việt Nam, em sẽ làm gì? Với tình thế đó, buộc đảng, chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta không có lựa chọn nào hơn là cầm vũ khí đứng lên chiến đấu, phát động cuộc kháng chiến toàn quốc để giành độc lập dân tộc. Đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Sau đây cô mời các em nghe đoạn clip về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng
lần đây vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không kia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thế là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực hiện pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gương thì dùng gương, không có gương thì dùng quốc, thường, gây gông. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân, giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Đáp lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân thủ đô đã đồng loạt triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Nhìn lên màn hình, các em sẽ thấy hình ảnh các lực lượng nhận sứ mệnh lịch sử. Hình bên phải là nữ chiến sĩ tự vệ thủ đô. Như vậy, nội dung cô đã phân tích, chúng ta rút ra được nguyên nhân dẫn đến cuộc kháng chiến bùng nổ là: sau khi ký với ta hiệp định sơ bộ và tạm ước, Pháp tìm cách phá hoại, tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta lần nữa. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Tuy nhiên, với sự tương quan lực lượng giữa ta và Pháp, để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, Đảng ta đã chuẩn bị như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu sang phần 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Dựa vào sách giáo khoa trang 104, em hãy nêu nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp. Đường lối: toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Cô mời các em cùng cô sẽ phân tích đường lối kháng chiến nhé. Kháng chiến toàn dân, tức là cuộc kháng chiến cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, toàn dân cùng đứng lên kháng chiến với khẩu hiệu mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài. Kháng chiến toàn diện, không chỉ đánh địch trên mặt trận quân sự, mà còn đánh địch về mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Kháng chiến trường kỳ, tức là đánh lâu dài, từ chỗ ta yếu hơn địch, đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch. Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, dựa vào sức mình là chính. Khi nào có điều kiện, ta sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, song lúc đó cũng không được ỷ lại. Sau những hành động khiêu khích, Pháp bắt đầu đem quân ra Bắc. Nếu so sánh lực lượng giữa ta và Pháp, về phía ta, chính phủ ta mới thành lập, lực lượng còn non yếu, nên ta không đủ sức để đối đầu với Pháp. Vậy, đứng trước tình hình đó, Đảng và dân ta đã chuẩn bị như thế nào? Các em cùng cô tìm hiểu phần 2 La Mã. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của cuộc chiến đấu. Mời các em nhìn lên màn hình. Đây là lược đồ Việt Nam sau năm 1945. Là các em xác định vị trí của vĩ tuyến 16. Để dễ hình dung thì cái đường màu xanh là đường vĩ tuyến 16 và cái vĩ tuyến 16 đi ngang qua thành phố Đà Nẵng. Như vậy, từ Đà Nẵng trở ra Bắc, cuộc chiến đấu giữa ta và Pháp diễn ra quyết liệt ở khắp nơi. Tại Hà Nội, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ở sân bay Bạch Mai, cầu Long Biên, ga Hàng Cỏ, phố Khâm Thiên, Hàng Đậu, Hàng Gia, Hàng Trống. Tại các thành phố như Nam Định, Huế, Đà Nẵng, quân ta chủ động tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu một số lực lượng của chúng. Cô có một câu hỏi đặt ra cho các em. Theo em,
chủ động tiến công Pháp ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16. Vì ta chưa đủ lực lượng để đối đầu với Pháp, nên ta chủ động đánh để nhằm giam dân Pháp, bảo vệ an toàn cho chính phủ, trung ương đảng trở lại căn cứ địa kháng chiến. Đây là những hình ảnh quân dân ta đang chuẩn bị để đánh Pháp, như là xây dựng công sự giữa lòng đường, xẻ đường, chặn xe địch ở ngoại ô, xếp nồi đất làm mìn ngụy trang, phá cục điện, chắn đường. Từ những nội dung trên và dựa vào sách giáo khoa, em hãy cho biết ý nghĩa cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16. Ý nghĩa: bảo vệ an toàn cho trung ương đảng và chính phủ trở lại căn cứ, tạo điều kiện cho cả nước đi vào kháng chiến lâu dài. Sau khi ta giam chân Pháp tại thủ đô Hà Nội, đảng và chính phủ ta đã di chuyển mọi lực lượng về nơi an toàn, đó chính là chiến khu Việt Bắc. Vậy, về phía Pháp, Pháp sẽ hành động như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu phần 3. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Phần này, chúng ta chỉ tìm hiểu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Các em hãy đọc sách giáo khoa trang 106, 107, 108 để tìm hiểu thêm phần diễn biến. Cô mời các em nhìn lên lược đồ chiến dịch Việt Bắc Thu Đông. Cô xin giới thiệu với các em về chiến khu Việt Bắc. Sau khi ta đánh giam chân Pháp tại Hà Nội và di chuyển mọi lực lượng lên chiến khu Việt Bắc và xây dựng nơi đây như một nước Việt Nam thu nhỏ. Chiến khu Việt Bắc gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Về phía Pháp, để thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh, tháng 10 năm 1947, Pháp cho quân tiến công căn cứ Việt Bắc nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, hoàn tất việc tái chiếm Đông Dương. Về phía ta, theo chỉ thị của Trung ương Đảng, quân ta đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bẻ gãy từng gọng kềm của chúng. Trên đây là hình ảnh bộ đội tham gia chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Các chiến sĩ pháo binh trung đoàn Sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Đây là hình ảnh xác tàu của quân đội Pháp bị pháo binh ta bắn đắm trên sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông. Dựa vào sách giáo khoa trang 108 và những nội dung cô đã giảng, em hãy nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc năm 1947. Kết quả: sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta giành thắng lợi hoàn toàn, buộc Pháp rút khỏi Việt Bắc. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, bộ đội ta trưởng thành. Ý nghĩa: làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, buộc Pháp chuyển sang đánh lâu dài, cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới. Trước khi kết thúc bài 25, cô có một sơ đồ tóm tắt nội dung bài 25. Các em có thể ghi bài theo sơ đồ và sáng tạo thêm nhé. Như vậy, chiến dịch Việt Bắc đã làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Và kể từ đây, về tương quan lực lượng giữa ta và Pháp đã có sự thay đổi. Cô mời các em tìm hiểu sang bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1950 đến năm 1953. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục. Phần 1 La Mã, chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Phần 2 La Mã, âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. Phần này cô sẽ hướng dẫn các em tự học. Và phần 3 La Mã, đại hội đại biểu lần thứ 2 của đảng, tháng 2 năm 1951. 1 La Mã, chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Phần này chúng ta chỉ tìm hiểu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch biên giới. Cô mời các em đọc sách giáo khoa trang 110, 111, 112 để tìm hiểu thêm về diễn biến.
Sau khi ta giành thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc, tình hình cách mạng thế giới có lợi cho ta, nhưng không có lợi cho Pháp. Với sự viện trợ của Mỹ, Pháp đã thực hiện kế hoạch rơ ve nhằm cô lập Việt Bắc, chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần hai. Để phá âm mưu đó, tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng và chính phủ ta đã quyết định mở chiến dịch biên giới. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bàn về chiến sự của chiến dịch biên giới năm 1950. Các em nhìn hình từ trái qua phải là đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt và Võ Nguyên Giáp. Cô mời các em nhìn lên lượt đồ chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Với kế hoạch rơ ve, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm khóa cửa biên giới Việt Trung và thiết lập hành lang Đông Tây nhằm cô lập Việt Bắc với đồng bằng liên khu 3-4. Về phía ta, ta đã chủ động mở chiến dịch biên giới nhằm khai thông đường biên giới Việt Trung, nối liền liên lạc giữa ta với thế giới và chọc thủng hành lang Đông Tây để nối liên lạc với nhân dân ta vùng liên khu 3-4. Trên đây là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát mặt trận Đông Khê, chiến dịch biên giới ngày 16 tháng 9 năm 1950. Cô có một câu hỏi dành cho các em. Dựa vào sách giáo khoa trang 112 và nội dung cô vừa giảng, em hãy cho biết kết quả và ý nghĩa chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Kết quả, sau hơn một tháng chiến đấu, ta giải phóng vùng biên giới Việt Trung, chọc thủng hành lang Đông Tây, kế hoạch rơ ve bị phá sản. Ý nghĩa, khai thông đường liên lạc giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa, mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến. Phần 2 La Mã, âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. Phần này các em tự học. Các em đọc sách giáo khoa trang 112-113 và trả lời câu hỏi: sau thất bại chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã có âm mưu gì ở Đông Dương? Các em làm vào tập, khi nào đi học, giáo viên sẽ sửa bài cho các em. Chúng ta đến với phần 3 La Mã. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của đảng, tháng 2 năm 1951. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung và ý nghĩa. Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi, tháng 2 năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp đại hội đại biểu lần thứ 2 tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Mời các em nhìn lên màn hình. Đây là hình ảnh đại hội đại biểu lần thứ 2 của đảng họp. Cô có một câu hỏi đặt ra cho các em. Em hãy nêu nội dung và ý nghĩa của đại hội đại biểu lần thứ 2 của đảng tháng 2 năm 1951. Nội dung gồm có 4 nội dung chính. Thứ nhất, báo cáo chính trị, nêu nhiệm vụ tiêu diệt thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, giành độc lập. Nội dung thứ hai, bàn về cách mạng Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chống phong kiến, đồng thời chống đế quốc. Nội dung thứ ba, đảng ra hoạt động công khai, đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam. Nội dung thứ tư, bầu ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và Trường Chinh làm tổng bí thư. Về ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành của đảng trong lãnh đạo cách mạng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Kết thúc bài 26, cô có một sơ đồ tóm tắt nội dung bài 26. Các em có thể ghi bài theo sơ đồ và sáng tạo thêm nhé. Đến với phần củng cố kiến thức bài học ngày hôm nay, cô mời các em đến với một trò chơi. Trò chơi mang tên Chắp cánh ước mơ. Bây giờ cô mời các em cùng cô chơi nhé. Một trận lũ lớn đã cuốn mất cây cầu gỗ nên các bạn nhỏ không thể đến trường. Các em hãy giúp bác thợ mộc tốt bụng xây một cây cầu mới bằng cách trả lời đúng các câu hỏi. Trên đây chúng ta có 5 câu hỏi.
Và khi trả lời đúng, chúng ta sẽ có một mảnh trái ghép. Khi trả lời đủ 5 câu, chúng ta sẽ ghép được một cây cầu và giành chiến thắng trò chơi. Bây giờ, cô sẽ chọn câu hỏi. Cô chọn câu số 1. Ai là người đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến? Các em có 5 giây để trả lời. Đáp án là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta có mảnh ván ghép đầu tiên. Tiếp theo câu số 2. Em hãy nêu nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp của ta. Đáp án là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta có mảnh ván thứ 2. Tiếp theo cô chọn câu số 3. Chiến dịch nào đã làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp? Câu trả lời là Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Thế là chúng ta đã có 3 mảnh ván. Tiếp theo, câu số 4. Chiến dịch nào thể hiện lực lượng của ta từ thế bị động sang thế chủ động tấn công? Đó chính là chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Mảnh ván thứ 4 đã được ghép. Và câu hỏi cuối cùng, câu số 5 có nội dung như sau. Trong đại hội đại biểu lần thứ 2 của đảng năm 1951, đảng ta đã đổi tên là gì? Đáp án là Đảng Lao động Việt Nam. Và mảnh ghép cuối cùng, chúng ta đã xây dựng được một cây cầu để giúp các em nhỏ đến trường. Chúng ta đã giành chiến thắng trò chơi. Trước khi kết thúc bài học, chúng ta đến với phần dặn dò. Các em học bài 25-26, đọc thêm 5 la mã bài 26, chuẩn bị bài 27. Cô có gợi ý để tìm hiểu nội dung bài 27. Các em đọc sách giáo khoa để trả lời câu hỏi tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương. Bài học đến đây là kết thúc. Hoan nghênh các em đã xem video để thực hiện nhiệm vụ học tập. Cô chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ.